Kính thưa quý đạo hữu và tất cả quý vị, Thư viện Phật giáo Hòa Hảo thực hiện diễn đọc trọn bộ chú giải sấm giảng thi văn giáo lý Phật giáo Hòa Hảo ba quyển gồm 2290 trang. Chánh văn Đức Huỳnh giáo chủ, chú giải Thiện Tâm. Xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị lắng nghe. Nam mô A Di Đà Phật. Lời nói đầu. Đọc qua bộ sấm giảng thi văn của Đức Huỳnh giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo, chắc ai cũng thấy ngài nối theo Chí Thích Ca ngày trước, song vì tùy phong hóa dân sanh phù hợp, nên ngài dùng phương tiện rút trong các luật các kinh của chư Phật, thánh, tiên mà lập thành một giáo thuyết mới, một giáo thuyết có tông chỉ sáng tỏ, có phương thức tu hành giản dị, giúp cho người hành đạo dễ đạt đến cứu cánh. Giáo pháp của Phật thánh xưa kia nhiều như rừng như bể, thế mà thời nay Đức giáo chủ sáng tác chỉ có một bộ sấm kinh dày khoảng 500 trang, thì đủ biết ngài chỉ rút toàn những yếu lược đem ra giáo hóa tín đồ. Đã nói là yếu lược thì đương nhiên trong đó phải hàm xúc nhiều ý nghĩa, cho nên bên cạnh những lời lẽ ôn hòa giản dị, còn thấy có hàng ngàn từ ngữ Phật học, Hán học, hàng trăm từ ngữ văn chương, điển cố, đòi hỏi người tu học phải có nhiều kinh sách để tra cứu mới mong thấu rõ nghĩa lý và dụng ý của ngài. Kinh xưa đã bảo: tùng văn tư tu nhập tam ma địa. Ý dạy người hành đạo trước phải học nghe cho rõ ràng, rồi đem chỗ học nghe đó suy nghiệm cho chính xác, phân biệt lẽ thực hư, rõ thông chân lý, và nhất tâm phụng hành theo một cách sáng suốt mới vào được cảnh trí thanh tịnh. Ngày nay Đức Huỳnh giáo chủ cũng dạy: coi rồi phải nhận cho hiểu lý, hoặc là nghe cạn lời chớ có mơ hồ, tìm hiểu nghĩa làm theo đắc đạo. Bởi nhằm mục đích phổ truyền chánh pháp và giúp phương tiện cho những ai muốn tìm hiểu về giáo lý Phật giáo Hòa Hảo, nên ban Hoằng pháp Tây An cổ tự trước kia và ban phổ thông giáo lý trung ương ngày nay đã có biên soạn khá nhiều về tài liệu tu học, kinh sách và chú thích một số bài trong sấm giảng thi văn của Đức Huỳnh giáo chủ. Song với kho tàng pháp bảo Phật giáo Hòa Hảo thì còn vô tận, đạo lý tầm sâu, sâu chẳng cạn. Thế nên công tác tra cứu biên soạn này phải cần có nhiều người tiếp tục và tiếp tục mãi mãi. Bộ sấm giảng thi văn chú giải này chúng tôi chia làm 3 quyển. Quyển thượng gồm có bài sứ mạng và các quyển nhất, nhì, ba, tư, năm. Quyển trung gồm các bài văn xuôi như quyển sáu và các bài pháp luận trong thi văn giáo lý phần nhì. Quyển hạ gồm có những bài văn dần thi thơ trong thi văn giáo lý phần nhì. Để cho sự tra cứu tìm học giáo lý được dễ dàng, trước hết chúng tôi chép phần chánh văn từng mỗi đoạn nếu bài dài, hoặc từng mỗi bài nếu bài ngắn. Kế đó là phần lược giải đại ý và chú thích các từ ngữ. Ở đây chúng tôi chỉ lược giải và chú thích các từ Hán học, Phật học, các thành ngữ văn chương, điển tích và những pháp môn hành đạo. Còn phần thiên cơ thì không dám bàn đến. Tuy nhiên cũng có thể xác định một ít sự trạng đã xảy ra để chứng minh cho việc sắp tới. Về các bài thi thơ hoàn toàn bằng Hán văn mà Đức giáo chủ viết bằng chữ Việt, chúng tôi dành lại ở dịp khác. Công việc biên soạn cần có nhiều công phu và dành một thời gian khá dài, nhưng ở đây chúng tôi làm với khả năng còn sơ kém và thời gian quá cấp bách, thì điều khiếm khuyết hẳn nhiên phải có. Vậy nhờ các bậc thượng thiện tri thức và chư tín hữu điểm xuyết cho những chỗ còn thiếu sót, chúng tôi xin thành kính nhận lãnh và đa tạ. Viết tại Học viện Phật giáo Hòa Hảo,
Mạnh Xuân năm Ất Mão 1975, Thiện Tâm. Sấm vàng thi văn, giáo lý toàn bầu. Xuất xứ khởi nguyên từ ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão năm 1939. Sau buổi chiều hôm ấy, Đức Giáo Chủ bắt đầu thuyết giảng đạo lý cho mọi người nghe, để khuyên họ hoài đầu hướng thiện. Đồng thời với sự cứu trị các bệnh nhân, Ngài lần lượt sáng tác thi thơ sấm giảng. Trong số người đến nghe Ngài thuyết pháp, họ chép tay đem về truyền với nhau xem. Song số người đọc kinh giảng càng lúc càng đông, sự chép tay cung ứng không đủ, nên Đức Giáo Chủ cho các tín đồ đem in từng quyển nhất, nhì, ba, tư. Còn các bài thi thơ ngắn thì cứ chép tay như trước. Thời gian Đức Giáo Chủ còn truyền đạo tại Tổ đình Thánh Địa Hòa Hảo, thì tất cả kinh giảng bản chánh do tự tay Ngài viết ra, được Đức Ông thân sinh của Ngài lưu giữ. Còn thời gian Ngài lưu hành khắp nơi, thì mỗi khi Ngài viết ra, hoặc gửi về Tổ đình, hoặc giao cho các tín đồ có dịp thân cận với Ngài, đem chép truyền ra cho người khác và lưu giữ bản chánh. Sau khi Đức Thầy vắng mặt, khoảng năm 1949-1952, tín đồ mới nghĩ cách cần sưu tập tất cả thi thơ sấm giảng để in chung lại thành hai quyển. Quyển tựa đề Sưu tập thi văn giáo lý thì gồm các bài thi thơ ngắn, còn quyển tựa đề sấm giảng thì gồm các bài giảng dài. Cứ thế mà tiếp tục tái bản nhiều lần. Đến năm 1964, Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo có đủ tư cách pháp nhân tổ chức lại các cơ cấu hệ thống từ trung ương xuống các tỉnh, quận, xã, ấp, vân vân, được lệnh ban trị sự trung ương, ban phổ thông giáo lý trung ương triệu tập đại hội vào ngày 17 tháng 5 năm 1965 tại văn phòng ban phổ thông giáo lý trung ương Thánh Địa Hòa Hảo. Đại hội gồm các đại diện tổ đình, đại diện giáo hội trung ương, các nhân sĩ, các tín đồ cao niên có dịp gần gũi Đức Thầy lúc trước và các cấp phổ thông giáo lý trên toàn quốc. Mục đích của đại hội là đính chánh những chữ sai lệch trong thời gian chép tay và ấn hành nhiều lần, tam sao thất bản. Khi đính chánh xong các bài sấm giảng thi văn ấy, ban phổ thông giáo lý trung ương sắp in chung tất cả lại thành một quyển với tựa đề là Sấm giảng thi văn giáo lý toàn bộ của Đức Quỳnh Giáo Chủ. Công việc tra cứu và chú giải chúng tôi căn cứ vào bộ sấm giảng thi văn nói trên. Sấm giảng giáo lý quyển thường. Như chúng tôi đã giới thiệu trong lời nói đầu, sấm giảng giáo lý là phần nhất trong sấm giảng thi văn toàn bộ. Trong đấy gồm có bài Sứ mạng của Đức Thầy và 6 quyển như sau. 1. Sấm giảng khuyên người đời tu niệm, quyển nhất. 2. Kệ dân của người khùng, quyển nhì. 3. Sám giảng, quyển 3. 4. Giác mê tâm kệ, quyển 4. 5. Khuyến thiện, quyển 5. 6. Cách tu hiền và sự ăn ở của một người bổn đạo, quyển 6. Tại sao những giáo lý của Đức Thầy không gọi là kinh mà gọi là sấm giảng giáo lý? Bởi Phật Pháp đối với nhân sanh lúc nào cũng khế cơ và khế lý. Đức Thích Ca thuở xưa sau khi thành đạo, Ngài có quán xét căn cơ của mỗi chúng sanh mà biệt lập ra tam thừa để tiện bề giáo hóa. Trong tam tàng giáo hải ấy, thỉnh thoảng Đức Phật có tiên tri, di chúc cho các đệ tử biết rõ thời gian sau đó. Và dẫn đến thời mạt Pháp, trong đạo Phật có những gì xảy ra để cho các đệ tử sau này tăng lòng tin tưởng. Ngày nay,
Đức Huỳnh giáo chủ cũng tùy theo căn cơ của chúng sanh trong thời hạ nguân mạt pháp, cho nên công cuộc độ đời Ngài cũng phải áp dụng đủ các pháp quyền, thiệt, đốn, tiện. Trước nhất là Ngài dùng phương tiện làm cho mọi người có niềm tin đối với Phật Pháp, rồi sau đó họ mới hành trì kinh luật để đạt đến mức cứu cánh giải thoát. Đại khái trong sấm giảng của Đức Thầy, Ngài áp dụng hai phương tiện thiên cơ và đạo lý. Tức là Ngài vừa báo tin cho nhân sanh biết rõ cơ chọn lọc của cõi đời hạ nguyên mạt pháp, và vừa đem kinh luật luận giác tỉnh quần sanh sớm dứt nghiệp trần mê trở về với niết bàn cực lạc. Do đó nên phần nhất này được gọi là sấm giảng giáo lý. Thay lời tựa sứ mạng của Đức Thầy. Bài sứ mạng của Đức Thầy sáng tác vào ngày 18 tháng 5 năm Nhâm Ngũ 1942, lúc Ngài đang cư trú tại nhà ông Võ Văn Giỏi ở Bạc Liêu. Ngài viết bằng thể văn xuôi, lối tự thuật và thuyết giáo. Đại ý bài sứ mạng của Đức Thầy cho biết các lý do và sứ mạng lâm phàm khai đạo, cộng với trách nhiệm và phương pháp độ đời của Ngài. Do đó, bài thuyết giáo này được mang tiêu đề là Sứ mạng của Đức Thầy và ban sưu tập sắp đứng đầu quyển thi văn giáo lý toàn bộ. Chủ đích, Đức Giáo Chủ muốn cho tất cả tín đồ biết trước khi thọ giáo phải hiểu rõ lý do và nhiệm vụ lâm phàm của Ngài. Mời quý vị nghe chánh văn đoạn 1. Ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, vì thời cơ đã đến, Lý Thiên Đình hoạch định cuộc nguy cơ thảm họa sắp tràn lan. Ta đây tuy không thể đem phép huệ linh mà cứu án tái họa chiến tranh tàn khốc do loài người tàn bạo gây nên, nhưng mà thử nghĩ, sinh trong vòng đất Việt Nam này, trải qua bao kiếp trong địa cầu lăn lộn mây phen, tùy cơ pháp chuyển kiếp luân hồi ở nơi hải ngoại để thu thập những điều đạo học kinh nghiệm huyền thâm, lòng mê si đã diệt, sự dĩ kỷ đã tan, mà kể lại nguồn gốc phát sinh, trải bao đời giúp nước dùa dân, cũng đều mãi sinh cứ nơi đất Việt. Những tiền kiếp giàu sống cũng là dân quan đất Việt, giàu thác cũng quỷ thần đất Việt chớ bao liền. Sau đây là phần lược giải. Xưa nay trong xã hội loài người, không ai phủ nhận được luật công bằng và lẽ phải. Chính nó là chân lý, là nhân quả nghiêm minh. Sở dĩ nhân loại đang gánh chịu cảnh đau thương tan tóc là do nghiệp nhân loài người đã gây ra từ trước. Giờ đây đã đúng thời kỳ mà họ phải thọ hưởng. Hễ nhân tham sát đã gieo thì quả chiến tranh chết khổ hẳn phải có. Phật tiên vốn đầy lòng từ bi bác ái, nhưng không thể dùng phép màu làm ngược lại luật nhân quả. Song các ngài có thể cứu chúng sanh bằng cách là giác ngộ họ biết đổi nghiệp. Nếu sớm hoài đầu hướng thiện, gieo giống nhân hiền, thì sau đó sẽ gặt được quả an vui. Đó là một trong các lý do mà Đức Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo có sứ mạng lâm phàm độ thế. Vì muốn tiến thân trên đường tu học Phật Pháp để tế độ quần sanh, nên Đức Thầy đã có nhiều lần chuyển kiếp sang nước ngoài. Nhưng xét lại nguồn gốc phát sinh cho đến nay, Ngài đã từng mang dòng máu dân tộc Việt Nam, đã từng chan xớt những nỗi vui buồn sống chết với đồng bào, và cũng đã từng bảo vệ gian sang tổ quốc, giữ vững cuộc sống còn cho dân tộc. Nên giữa thời đại nhiễu nhương này, Ngài phải có trách nhiệm với quốc dân và cả thế giới chúng sanh. Chú thích: sứ mạng cũng gọi là sứ mệnh, cái mệnh lệnh của thượng cấp sai làm việc gì, như lệnh của Phật trời hay vua quan. Cung Quán Ngâm Khúc có câu:
xứ trời sớm dục đường mây, phép công là trọng, niềm tây xá gì. Chữ sứ mạng ở đây ý nói Đức Thầy lâm phàm giáo độ nhân sanh là có sắc lệnh của chư Phật và Đức Ngọc Đế như Ngài đã cho biết. Ngọc Hoàng ban chiếu lão khùng giáo dân. Và câu sắc của A-di là Phật tổ, bốn chữ xuống trần chớ ở đâu. Ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, nhằm ngày 14 tháng 7 năm 1939. Thời cơ. Thời là thời gian, ngày giờ. Cơ là cơ hội, là dịp. Thời cơ là cơ hội thuận tiện, rất hợp với việc làm trong thời gian ấy. Lý Thiên Đình. Lý là cái đạo tự nhiên, là hợp với lẽ phải, là cái lý quyền diệu của trời đất. Thiên Đình là triều đình trên trời. Đức Thầy có viết lời văn tao nhà hữu tình, bởi dân sắc linh thiên đình sai ta. Vậy lý thiên đình là định luật màu nhiệm của trời đất sắp đặt rất công bằng và hợp theo lẽ phải. Nho giáo cho là mệnh, lão giáo gọi là đạo tự nhiên, còn Phật giáo gọi là định nghiệp nhân quả. Hoạch định. Hoạch là vạch ra, bày ra. Định là phân định hay quyết định một sự việc gì, nói chung là phương thức lực pháp đã phán định sẵn. Nguy cơ. Nguy là nguy hiểm, nghèo ngặt. Cơ là mái, là đường mối. Nguy cơ là cái mối sinh ra nguy hại thảm khốc cho lê dân. Đức Thầy có viết này hỡi Chúa Xuân, ta ráng chờ khỏi ngày thảm lệ buổi nguy cơ. Thảm họa, tai họa thê thảm. Phép huệ linh, phép màu nhiệm linh diệu của người tu Phật khi đắc được lục thông, sáu phép thần thông. Ngày nào đắc được lục thông, vớt hồn cha mẹ tổ tông bảy đời. Tàn khốc, tàn ngược khốc hại. Tàn bạo, tàn ác hung bạo, tánh người tàn bạo. Việt Nam, quốc hiệu nước ta, một nước thuộc Đông Nam Á Châu, hình công chữ ớt. Bắc Kỳ và Nam Kỳ phình rộng ra, Trung Kỳ ở giữa thì hẹp lại và dài. Từ thượng cổ tên gọi là Văn Lang, đời Thục An Dương Vương gọi là Âu Lạc, khi bị nhà Tần đô hộ gọi là Tượng Quận, khi nhà Hán cai trị thì bị chia làm ba quận Cửu Chân, Giao Chỉ và Nhật Nam. Đến đời Đông Hán đổi Giao Chỉ thành Giao Châu, đời Đường đặt là An Nam đô hộ phủ, khi nhà Đinh dẹp hết sứ quân đặt quốc hiệu là Đại Cồ Việt. Qua đời Lý, vua Thánh Tông đổi lại là Đại Việt. Triều vua Lý Anh Tông, nhà Tống công nhận là An Nam Quốc. Khi vua Gia Long thống nhất được Nam Bắc, đặt quốc hiệu là Việt Nam. Đông và Nam giáp biển Nam Hải và vịnh Thái Lan, Tây giáp Miến Điện, Lào và Campuchia, Bắc giáp Trung Hoa, diện tích 312.000 km vuông. Năm 1939, dân số trên 25 triệu người. Hiện giờ năm 1974, có trên 30 triệu. Kể từ lập quốc tới nay, gần 5.000 năm lịch sử. Địa cầu.
cũng gọi là quả đất hay trái đất, nơi có người và nhiều sinh vật khác ở. Một trong bốn hành tinh quay chung quanh mặt trời, bề mặt được 510 triệu km vuông, vòng tròn được 40.000 km, trực kính 12.470 km. Biển chiếm hết 3/4 bề mặt địa cầu. Ca dao có câu: Lại trời thổi qua địa cầu, để cho ta được bạn bầu cùng trăng. Tùy cơ pháp. Cơ là cái căn cơ, tánh chất riêng của mỗi người. Như người có căn tánh hiền lành thì từ đó sẽ phát ra hoặc mau hoặc chậm. Pháp là giáo pháp, tức là lời lẽ giáo lý của Phật thuyết ra để giáo hóa chúng sanh. Pháp cũng gọi là pháp giới, là tất cả sự vật, bất cứ hữu tình hay vô tình, hữu di hay vô di, chân thật hay hư vọng. Vậy tùy cơ pháp ở đây có nghĩa là tùy theo căn duyên căn tánh và giáo pháp thích hợp với cảnh giới đó, nhân loại đó. Đức Thầy có câu: Tùy phong qua dân sanh, phù hợp chấp bút thần, tả ít bồn kinh. Chuyển kiếp là sanh trở lại, chuyển từ kiếp này qua kiếp khác, như tiền thân của Đức Phật và chư Bồ Tát, vì nguyện lực rộng độ mà thường từ kiếp này chuyển qua kiếp khác, nơi khác để giác chúng độ đời. Đức Thầy cũng từng cho biết: Lòng yêu sanh chung luân chuyển kiếp, dạ ai dương trần đổi xác thân. Luân hồi phản ngữ là samsara gati, dịch là luân hồi. Luân là bánh xe, hồi là trở lại, ý nói chúng sanh từ vô thị đến nay cứ sống rồi chết, chết rồi đầu thai trở lại, cứ thế mà lăn lộn lên xuống mãi trong sáu cõi phàm, như bánh xe xoay tròn không có đầu mối. Luân hồi còn có nghĩa là sanh tử, là đối tượng với niết bàn, bất sanh bất diệt. Kinh Di Lặc có kệ: Bồ Tát ký thành Phật, từ mẫn chư quần sanh, chúng khổ hiểm nan truy, luân hồi thường bất tức. Nghĩa là tới chừng Bồ Tát thành thân, chánh lòng thương chúng sanh tồn khắp nơi, trải bao nạn khổ tới bời, luân hồi mãi mãi nghỉ ngơi chẳng hề. Đức Thầy nay cũng bảo: Từ nhỏ tuổi đến người trưởng lão, mắt trong dòng sanh tử luân hồi. Chữ luân hồi ở đây ý chỉ cho sự chuyển kiếp độ đời của bậc giác ngộ. Hải ngoại là nước ngoài, xứ ngoài. Kinh nghiệm là điều đã được thực nghiệm qua, việc đã từng trải lão luyện. Ví dụ, già kinh nghiệm có nhiều kinh nghiệm. Đức Thầy từng nói: Kinh nghiệm rồi ta mới diễn ca. Quyền thâm, màu nhiệm sâu kín. Phật pháp rất màu nhiệm sâu kín, vượt ngoài sự luận bàn thường pháp. Trong khuyến thiện, Đức Thầy có nói: Tố cho rõ mỗi quyền thâm, quy đầu Phật pháp khỏi lâm
tai nạn. Mê si, tối tâm mê muội, không nhận rõ sự lý. Mê si là một trong thập ác, một trong tam độc tham sân si, và cũng là một trong ngũ độn sử tham sân si mạn nghi. Vị kỷ là vì mình, chỉ biết lợi riêng cho mình. Ví dụ người ấy có tánh vị thân vị kỷ, vị kỷ đối với vị tha vì lợi ích cho người khác. Đức Thầy cho biết: từ ngày thọ giao với Thầy, dẹp lòng vị kỷ đầy lòng yêu dân. Giúp nước vùa dân là hết lòng thương lo cho dân, cho nước. Một dạ trung thành bảo vệ quốc dân. Sinh cư là nơi sinh ra và sanh sống ở đó. Sau đây là phần lược giải. Xưa nay trong xã hội loài người, không ai phủ nhận được luật công bằng và lẽ phải. Chính nó là chân lý, là nhân quả nghiêm minh. Sở dĩ nhân loại đang gánh chịu cảnh đau thương tan tóc là do nghiệp nhân loài người đã gây ra từ trước. Giờ đây đã đúng thời kỳ mà họ phải thọ hưởng. Hễ nhân tham sát đã gieo thì quả chiến tranh chết khổ hẳn phải có. Phật tiên vốn đầy lòng từ bi bác ái, nhưng không thể dùng phép màu làm ngược lại luật nhân quả. Song các ngài có thể cứu chúng sanh bằng cách là giác ngộ họ biết đổi nghiệp. Nếu sớm hoài đầu hướng thiện, gieo giống nhân hiền, thì sau đó sẽ gặt được quả an vui. Đó là một trong các lý do mà Đức Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo có sứ mạng lâm phàm độ thế. Vì muốn tiến thân trên đường tu học Phật Pháp để tế độ quần sanh, nên Đức Thầy đã có nhiều lần chuyển kiếp sang nước ngoài. Nhưng xét lại nguồn gốc phát sinh cho đến nay, ngài đã từng mang dòng máu dân tộc Việt Nam, đã từng trang sớt những nỗi vui buồn sống chết với đồng bào, và cũng đã từng bảo vệ gian sang tổ quốc, giữ vững cuộc sống còn cho dân tộc. Nên giữa thời đại nhiễu nhương này, ngài phải có trách nhiệm với quốc dân và cả thế giới chúng sanh. Chánh văn đoạn 2. Những kiếp gần đây may mắn gặp minh sư cơ truyền Phật Pháp, gọi nhường ân Đức Phật, lòng đã quảng đại từ bi. Hiềm gì nỗi cảnh quốc phá gia vong, mái quyền cơ đã định. Lòng thương trăm họ dương cánh đồ lao, chỉ xiết xót thương chúng sanh vạn khổ. Sau đây là phần lược giải. Đoạn này ý nói, sau khi được minh sư mật truyền cơ pháp, Đức Thầy thấu suốt lẽ quyền cơ, rõ thông chánh pháp. Với lòng từ bi bác ái, ngài nhìn thấy nhân sinh đang lâm cảnh nước mất nhà tan, điêu linh thống khổ mà lòng vô cùng chua xót. Chú thích: minh sư là ông thầy sáng suốt, mọi việc đều thấu hiểu rồi đem dạy người. Theo đạo Phật là các tăng sư tu hành chân chánh đã chứng đắc đạo quả, thông suốt chánh pháp, thấu đạt giáo lý và giáo hóa chúng sanh. Minh sư cũng chỉ cho bậc Phật, vì Đức Phật có hiệu là Thiên Nhân Sư, tức là đấng đạo sư của hàng trời và người. Cơ truyền Phật Pháp, cách truyền pháp cơ mật. Khi nhà tu thân tâm được thanh tịnh, hạnh đức viên dung, thì Đức Phật hoặc chư tổ ấn chứng và mật truyền cho chánh pháp. Các ngài chỉ lấy tâm truyền, tâm dụng ý truyền ý. Bởi Phật pháp quá cao sâu, không thể dùng văn tự hình tướng mà truyền đặng. Đức Thầy có nói: vô thượng thậm thâm dĩ ý truyền. Trước kia tại Linh Sơn Hội, Đức Phật Thích Ca
cầm một hoa sen đưa ra trước đại chúng. Lúc bấy giờ không ai hiểu gì cả, duy có ngài Đại Đức Ca Diếp lộ vẻ tươi cười. Đức Phật liền nói rằng: ta có cái chánh pháp nhãn tàng, niết bàn diệu tâm. Nay ông Ca Diếp hiểu đặng, ta sẽ truyền cho ông làm tổ thứ nhất. Rồi từ đó cứ tổ tổ tương truyền, cho đến ngũ tổ Hoằng Nhẫn, truyền cho lục tổ Huệ Năng cũng thế. Trong quyển nhất, Đức Thầy có kể lại việc cơ truyền Phật Pháp. Điên này xưa cũng như ai, vào các ra đại tốt bực giàu sang. Ngày suy danh lợi chẳng màng, bèn lên ẩn vật lâm sang tu trì. Nhờ trời may mắn một khi thần thơ lại gặp Đức Thầy Bửu Sơn. Cúi đầu điên tỏ nguồn cơn, đồng lòng bạc ấy ra ơn giải truyền. Thấy điên tầm tánh đi quá thiền, nổi trong sao khắc biết liền thiên cơ. Gội nhuần, gội là rửa, là thấm nhuần ơn trạch. Cổ thi có câu: ơn vua gội thấm, tiếng chồng thơm lây. Nhừng là nhừng thấm tươi tốt, chiếu trời mưa vỗ, ơn trên gội nhừng. Gội nhừng ân Đức Phật là nhờ Đức Phật ban phước huệ cho được thấm nhừng lý diệu màu của Phật Pháp. Đức Thầy có câu: đệ tử gội nhừng ân Đức cả, chung thần quyết chi dốc làm lành. Quảng đại là rộng lớn, lòng từ bi rộng lớn. Ví dụ đức độ quảng đại. Từ bi là hai trong bốn đại đức của chư Phật, có nghĩa là hiền lành, thương xót, thường ban vui cứu khổ cho muôn loài. Cho nên đức từ là làm cho tất cả chúng sanh được an vui hạnh phúc, đức bi là làm cho tất cả chúng sanh hết nỗi khổ đau. Do câu: từ năng giữ nhất thiết chúng sanh chi lạc, bi năng bạc nhất thiết chúng sanh chi khổ. Đức Thầy có câu: lòng từ bi chẳng quản nắng sông thuyền giác rước đưa sanh chung. Hèm gì cũng viết là hèm gì, có nghĩa là tại gì, ngặt gì, ngại gì. Đức Thầy có câu: hèm gì mắt lá thiên thơ, đổi điều ghi chép cõi bờ chưa xong. Quyền cơ, quyền là sâu kín màu nhiệm, cơ là mái, nói chung là mái trời màu nhiệm sâu kín. Quyền cơ mái tạo xoáy dần. Trăm họ do chữ bá tánh, chỉ chung cho tất cả mọi người. Đồ lao, đồ là bị đài khổ sở, lao là khó nhọc, nói chung
là chịu cảnh rất nhọc nhằn khổ sở. Đức Phật bảo rằng: chúng sanh ở cõi Ta Bà khổ não, chẳng khác nào bị giam cầm trong chốn đồ lao ngục thất. Đức Thầy cảnh tỉnh: ba tánh sai xưa mùi phú quý, sau này sẽ dương cảnh đồ lao. Chúng sanh, tiếng Phạn là Sattava, phiên âm là Tác Đỏa, dịch là chúng hữu tình hay chúng sanh, chỉ chung cho những loài có mạng sống, hàm linh. Hễ có sanh thì có tử, cứ triền miên mãi trong dòng luân hồi. Chúng sanh gồm có bốn loại: thai sanh là sanh bằng bào thai, noãn sanh sanh bằng trứng nở ra, thấp sanh là sanh nơi ẩm thấp, quá sanh sanh tự biến hóa. Dạng khổ là muôn khổ, chỉ cho sự khổ não thật nhiều không đếm xiết, muôn vàng khổ não. Chánh văn đoạn 3. Nghĩ lúc còn làm người trong biển tục, lăn lộn chung mê đồ, mà chẳng quản thân giúp thế cứu dân, dòng thân dĩ quốc, huống chi nãy cơ màu đà thấu tỏ, sớm chiều hầu chớn Phật nghe kinh, ngao du tứ hải dạo khắp tiên bang. Cảnh an nhàn của người liễu đạo, muôn ngày vô sự lóng sạch phàm tâm, sao chẳng ngồi nơi ngối dĩ hưởng quả bồ đề trường thọ, mà còn lén lõi xuân chung hồng trần, đáng chịu cảnh chê khen. Sau đây là phần lược giải. Đức Thầy xét nghĩ lúc còn mang thân người ở thế gian, Ngài đã chẳng quản sự gian khổ trong công cuộc bảo tồn tổ quốc và đồng bào chủng loại, huống chi nay được sống bên Đức Phật, thông suốt lẽ cơ quyền đạo pháp. Nhưng tại sao Ngài chẳng hưởng thụ cảnh tiêu dao giải thoát ấy, lại còn phải nhập thế nhiều lần để chịu lắm tiếng đời khinh chê nhạo báng? Âu cũng là do một đại sự nhân duyên, Phật vì chúng sanh mà sinh. Chú thích: biển tục do chữ bể trần tục, chỉ cho cõi đời chúng sanh đang sống đầy nhớp nhơ tội lỗi nhiều như bể cả. Mê đồ, đường mê lầm, con đường tối tăm lầm lỗi. Mê đồ là con đường chúng sanh đang đi, đối với giác lộ là con đường của Phật Thánh. Đức Thầy khuyên: thờ Phật đạo tịnh cơn ác mộng, thoát mê đồ thường phong quán minh. Quản thân, quản là ngại, thân là thân mình, quản thân là chẳng ngại chi thân mình. Đức Thầy có câu: tớ với thầy nào quán thân lương, muốn cứu thế xả chi bùng trinh. Dòng thân dị quốc là vì nước quên mình, vì vận mệnh sống còn của quốc dân mà không kể đến thân mình. Cơ màu, mái màu nhiệm khó thấu hiểu, cái lý tạo hóa thật cơ màu lắm, chỉ có bậc Phật tiên mới rõ thấu được. Ngao du tứ hải là dạo chơi khắp bốn biển, ý chỉ cho người đã thông thả siêu thoát, không còn bận đến việc trần thế. Chữ ngao du tứ hải ở đây ý nói Đức Thầy đã chứng đạo giải thoát và thường lưu hành khắp đó đây để rộng độ chúng sanh. Trong giác mê, Đức Phật Thầy có nói: lấp ba đường đã thông một cửa, thuyền xa vời mặt thua rồng khơi.
sớm thời Nam thiện dạo chơi, tôi về trước quốc gần đời ma ha. Đức Thầy nay cũng bảo: Trượng phu chỉ cả dọc ngang, dạo trong bốn biển mới trang thánh hiền. Liễu đạo là xong rồi việc đạo, là viên tịch, là liễu giải thông suốt việc đạo. Vậy liễu đạo là chỉ cho bậc tu hành đã xong rồi việc đạo, đã được thành đạo giải thoát, lóng sạch phàm tâm, thanh lọc hết lòng trần tục, tham sân si vân vân. Đức Thầy có câu: Theo dõi gót từ bi mấy bữa, phàm tâm kia đã rửa hay chăng? Quả Bồ Đề. Bồ Đề tiếng Phạn là Bồ Đi, phiên âm là Bồ Đề, dịch là chánh giác hay giác ngộ, cũng có nghĩa là đạo hay trí. Quả Bồ Đề là chỉ cho bậc tu hành khi chứng quả chánh đẳng chánh giác. Đắc Bồ Đề là diệt hết phiền não, chứng niết bàn. Đắc Bồ Đề đầy đủ thì thành Phật Như Lai, ấy gọi là Đại Bồ Đề, là vô thượng chánh đẳng chánh giác hay vô tướng trí huệ. Đức Phật Thầy xưa đã nói: Nở tiền duyên Bồ Đề giống trước dạng một mình, mới trọn ba thân. Đức Thầy nay cũng bảo: Sai Ngọc Bồ Đề đức hạnh cao, trường thọ, sống hoài không chết, đây chỉ cho cảnh niết bàn, không còn luân hồi sanh tử. Hồng trần, hồng là màu đỏ lợt, trần là bụi, ý chỉ cõi chúng ta đang ở đầy phiền lụy nhớp nhơ đau khổ. Truyện Kiều có câu: Đùng đùng gió dục mây dần, một xe trong cõi hồng trần như bay. Đức Thầy từng cho biết: Biển hồng trần lao lý diệu dơi, xô đẩy mãi trong dòng ngủ trượt. Chánh văn đoạn 4. Vì lòng từ ái chứa chan, thường bách tính tới hồi tái quả. Phật Dương Đạt chỉ rõ mái diễu quyền, chuyển lập bụi long hoa, chọn đấng tu hành cao công quả để ban cho xưng vị xưng ngôi. Người đủ các thiện căn để giáo truyền đại đạo, định ngôi phân thứ, gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư bang. Sau đây là phần lược giải. Bởi Đức Thầy đầy lòng từ bi bác ái, không nỡ để chúng sanh mãi trôi lăn trong dòng khổ nạn của cơn tận diệt, nên Ngài thừa sắc lệnh của Đức Phật Dương, chuyển lập hội Long Hoa, tuyển chọn kẻ hiền tài, kiến tạo đời Thượng Nguân Thánh Đức. Long Hoa hội ân cần lo, lập lập cho rồi tam thập lục nhân. Ngài cũng còn có trách nhiệm chọn những người tu hành được đầy đủ thiện căn, tức trọn lành trọn sáng, để tiếp tục quảng truyền chánh pháp, rộng độ quần sanh, khiến cả nhân loại đều biết giác ngộ, dứt lòng tham sát, tôn trọng lẽ công bằng, nhân đạo, bác ái vị tha,
để cùng xây dựng cuộc hòa minh khắp thế giới như Ngài đã bộc lộ qua đoạn rằng bên thế giới ta bà chúng sanh tàn sát cùng là vì tham. Di Đà mở cuộc hội đàm cùng chư Bồ Tát quyết đam pháp lành. Tình bình rưỡi khắp chúng sanh làm cho giác ngộ hiền lành như ta. Công đồng hoạch định sang hà nước ai nay ở nhà nhà tự do. Chú thích: từ ái là lòng lành thương yêu, lòng từ ái chứa chan là đầy lòng từ bi bác ái đối với muôn loài. Phật Vương, vua Phật, tiếng tôn xưng các đức Phật đã chứng quả Như Lai, Như Pháp Vương, Phật Vương. Trong Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát có tán thán Đức Phật Nhân Trung Tôn, hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh, đấng Thánh Chúa Pháp Vương an cư vô lượng chúng sanh. Chữ Phật Vương ở đây chỉ cho vị Phật có trách nhiệm thời hiện đại là Đức Thích Ca, cũng có nghĩa chỉ cho vị chuyển luân Thánh Vương ngự trị đời Thượng Nguyên Thánh Đức tới đây. Trong câu nguyện thứ nhất, Đức Thầy có dạy: Liên Hoa Hải Hội Thượng Phật Từ Bi, Phật Vương độ chúng thế giới bình an. Và trong sấm giảng quyển nhất, Ngài cũng nói: Tiếng này dân linh minh vương với linh Phật đường đi xuống vàng dân. Mái diệu quyền sâu kín tốt đẹp khéo léo. Mái diệu quyền là mái trời đất rất sâu kín màu nhiệm, khó thể dùng trí phàm lượng xét được. Thiên cơ biến đổi diệu quyền, hiệp chung tam cõi dưới miền trần. Hội Long Hoa. Hội là câu hợp lại đông đảo, Long là rồng chỉ cho vua thánh, chánh vì vương. Hoa là các loại bông tốt đẹp, người ta thường nói đẹp như hoa, đây chỉ cho người hiền lương đức hạnh. Vậy hội Long Hoa là do tiên Phật lập ra để tuyển chọn bậc hiền tài và đức hạnh tốt đẹp hợp lại chào mừng Chúa Thánh đời Thượng Nguyên Thánh Đức tới đây. Đức Thầy từng bảo: Hội Long Hoa chọn kẻ tu minh, người hiền đức đặng phò chân Chúa. Đây là một cuộc thi cử chọn lọc hiền còn giữ mất. Long Hoa tiên Phật đau ta bà, lừa lọc con lành diệt quỷ ma. Và lập rồi cái hội Long Hoa đặng coi
được là bao nhiêu. Gian tà hồn sát cùng tiêu, thảm thương ba tánh chính chiều ruột đau. Cho nên ngài thường dục thúc trợ chân cho kịp long hoa. Long hoa có mặt ấy là hiền nhân, Đức Huệ Lộ sư giải bán khoai cũng bảo: bởi trần lội quá muôn phần, cho nên lập hồi long quá chọn người. Hiện từ thì đang thành thơi, nghịch ngang khó trốn lưới trời bơ dân. Nghiên cứu qua sấm giảng của Đức Thầy thì độ khoảng 10.000 năm hoặc trên hay dưới con số đó là có một lần lập hội. Như vậy, để chọn lọc hiền còn giữ mất, lập lại đời Thượng Nguân Thánh Đức. Muôn thu thiên đình nhất kỳ, hạ nguồn sắc linh khai kỳ. Hoặc là chớ mong yến thử âm hà, 10.000 năm lẻ cửa nhà đâu con. Ta nhắc lại hiếu dồn cho trẻ, cứ đầu lưng đừng rẻ đừng chia. Cả kêu lớn nhỏ quay về, trên quà dưới thuận chớ lìa chớ phân. Long qua hội ân cần lo lập, lập cho rồi tam thập lục nhớ. Thế nên Đức Thầy thường kêu gọi: mau chân bước đến long qua hội, châu Phật hòa vui coi đại đồng. Tu hành, tu là trau sửa, gọt bỏ những điều tội lỗi. Hành là thực hành theo giáo pháp và giữ gìn luật giới trong đạo. Vậy, tu hành là vừa sửa đổi các điều sai quấy và vừa thực hành y theo pháp môn hạnh đức mà tổ thầy đã chỉ bảo. Đức Thầy từng dạy: tu hành sao được đức ân, nhờ trời ban bố cho gần Phật tiên. Công quả, công là dùng sức lực tâm trí làm một việc gì, quả là cái hiệu quả của việc làm ấy. Như công quả cho nhà thiền, chùa là làm những việc gánh nước, bữa củi, tưới hoa, quét sân, vân vân. Sao được phước báo, công quả tu hành là thi hành hạnh tự giác, giác tha, trau dồi hạnh đức, phúc huệ, dịch kinh, viết sách,
giảng dạy đạo pháp để khuyên người tỉnh ngộ tu hành. Trong cựu khúc, ông Ba Thới có câu: Ai trao công quả cho vậy, đất bùng có thuở mọc rài hoa sen. Đức Thầy cũng khuyên: Lập thân giúp thế nên công quả, muôn kiếp danh hiền sách dần biên. Thiện căn, căn lành là gốc lành. Nhà tu khi ba nghiệp thân khẩu ý đều trọn lành, tức là có thiện căn, nhưng trong đó ý nghiệp là nguồn gốc quan trọng hơn hết. Như một cội cây, hễ rễ gốc tốt thì cành lá, bông trái đều tốt. Ý căn trọn lành thì thân và khẩu cũng trọn lành, do đó được sanh ra diệu quả phúc lạc ở cõi người hoặc tiên Phật. Tất cả dị quả ấy đều từ thiện căn mà ra. Và công đức tu tập ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai, đều được bồi bổ thiện căn rồi thành Phật quả. Thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Trong Diệu Pháp Liên Hoa kinh Phật nói: Như có hàng thiện nam tử, thiện nữ nhân gieo trồng thiện căn, thì đời nào sanh ra cũng gặp bậc thiện tri thức. Bậc thiện tri thức này làm nổi Phật sự, chỉ dạy cho mình sớm vào Phật quả. Theo ý Pháp Đức Thầy dạy, thì người tu đặng trọn lành trọn sáng là đầy đủ thiện căn. Ngài bảo: Đem tâm hồi hướng gốc lành, làm tôi Phật tổ chí thành chí chân. Định ngôi phân thứ, phân định sắp đặt, thượng, hạ đều có thứ bậc, trật tự và công bằng. Đại đạo, đạo rộng lớn, tức chỉ cho đạo Phật, bởi đạo Phật rất cao sâu huyền diệu, bao trùm cả vũ trụ vạn hữu, cả pháp thế gian và xuất thế gian, cũng đồng với bản thể của tâm. Đại đồng đạo cả khắp trùm bao. Đại đạo còn có nghĩa là đại giác, đại bồ đề. Tu thành đại đạo tức là thành Phật. Câu giáo truyền đại đạo là truyền dạy chánh pháp của đạo Phật. Đức Thầy từng khuyên: Hiệp sức tứ thầy truyền diệu pháp, cho đời thấu tỏ đạo ma. Hòa bình là êm ái, yên ổn, không có chiến tranh loạn lạc. Trong nước hòa bình, thế giới hòa bình. Hòa bình thế giới kiến tiên bang, vạn quốc chư bang. Chỉ chung các nước khắp thế giới, các nơi liệt quốc chư bang, chúc cầu bình trị trương loan xâm dậy. Nam mô A Di Đà Phật.